Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết đó. Bất ngờ chợt một ngày bất làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà, yêu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Trời ơi, thôi làm ơn ngồi xích ra giùm tôi được không? Ở dưới đã xà nẹo rồi, tôi mang nhục rồi hà. Bây giờ có con nít ở đây ngồi xa ra giùm tôi chút xíu đi. Đứng xích vô đây. Đứng xích vô đây. Ba làm gì sai? Ba làm cái gì sai để tụi con đối xử với ba như vậy? Hả? Bữa nay không trị tội xứng đáng, tôi không phải là Nguyễn Thanh Tùng nữa. Chú thôi, từ từ nói chú. Thôi cái gì mà thôi? Con biết được cái cảm giác người bị người ta vẽ cái con cọp trên đầu như vậy không? Ba ơi ba, con mèo mà. Cả nhau nữa hả? Bây giờ vẽ con mèo, tôi nấu nó thành con cọp kể tôi. Tôi là con gì kể tôi? Anh. Thôi chú. Anh bình tĩnh. Anh dạy con mà anh phải từ từ chứ, anh hiểu không? Tụi nó là con nít mà, có biết cái gì đâu mà anh vậy. Anh làm vậy anh đang làm khó tụi nó, anh đang làm khó anh. Chuyện đó là chuyện của tôi, để tôi dạy tụi nó. Nhưng bây giờ anh hiểu không? Anh dạy anh la tụi nó vậy, tội nghiệp tụi nó chứ. Bây giờ sao? Bây giờ nếu mà nếu mà tụi nó khó dạy quá, khó nuôi quá thì thôi, mình trả về cho cha mẹ nó. Anh hiểu không? Em nói cái gì vậy? Em nói gì? Em biết cha mẹ nó bị cái gì mà nói tùm lum vậy? Nhắc lại nỗi đau của nó làm gì vậy? Thôi nín đi, nín đi, nín đi thôi, chị dẫn đi mua kẹo nha. Đi, thôi đi mua kẹo anh. Thôi, 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 ngồi xuống. Nín. Tụi con làm sai. Tụi con làm sai, tụi con còn góp cái gì nữa? Ha ha, nín không, nín không. Trời ơi, hai đứa khóc hồi nữa ông Đức, ông bắt tôi lên công an hai người mới vừa lòng hả? Nín. Ngoan, chị thương, em đừng có khóc nữa nha. Khóc cái gì? Khóc ra, ha ha, còn khóc ra tôi đuổi ra đường luôn rồi nha. Nín. Phải phạt mới được. Một tiếng nữa là tôi đi họp. Tôi cấm hai đứa bước chân ra khỏi nhà, không cho ăn, không cho uống luôn. Trời ơi chú, nó là con nít mà chú nhốt trong nhà vậy sao được? Đúng. Anh Tùng nói vậy là đúng. Con nít nó hư là mình phải dạy, mà dạy là mình phải phạt. Đúng, phải giam, phải nhốt. Trời, chị nhốt hai đứa con nè. Chị Hoàng. Chị, em nói chị am hiểu về con nít quá ha. Trời, chị có hai đứa con mà cứ chị nhốt hai đứa con chị ở nhà hoài. Ồ, vậy thôi em nghĩ vậy nè. Thôi cho hai đứa nhỏ lên ở chung với nhà chị đi nha. Có, chị có hai đứa con đó. Em chơi chung đi, được không chị? Alo. Em xin lỗi. Rồi về liền, bận rồi. Alo, rồi sao, biết rồi, hiểu rồi, đang về. Hết nói nổi. Nói đó. Cái gì, bây giờ để tôi xử tụi nó. Thôi đừng có xử nữa. Thôi chú có công việc chú cứ đi làm đi. Để con trông chừng hai đứa nhỏ rồi con trông nhà chú cho. Cũng cho tụi nó ăn uống được không? Được. Vậy cảm ơn à. Mơ mình lạc mặt ta vậy. Chú cảm ơn nha. Chưa xong đâu nha, tôi đi họp về tôi xử tiếp à. Không có gì nữa hả? Không có gì nữa. Ba đừng quạt con nữa, xin lỗi ba. Thôi mà, ông đừng có diễn xuất với tôi ở đây nha. Hai người luôn đó có năng khiếu diễn xuất lắm. Đi học đi rồi mới có tiền đồ tươi sáng. Trời ơi, nãy làm tôi mang nhục ở dưới à, tôi chưa xử lên này đã khóc trước rồi à. Thôi, chú đi làm đi, đi. Để con ở nhà nhớ lo cho nó ăn uống nha. Tôi nói ông nghe. Sao? Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Cái này rõ ràng rằng là bạo hành trẻ. Bạo hành trẻ? Đánh đập trẻ. Đâu phải khi khổng khi không mà con nít đó là. Phải có cái gì nó mới la, nó mới khóc. Đúng không? Phải khi không nó la sao? Đúng rồi. Ví dụ như con kiến nó cắn ở chút xíu thì ui da. Nhưng mà cũng là có con kiến cắn. Nó cũng đau. Chứ không phải phải khổng khi không đã đang ngồi vậy cái ui da. Đúng rồi. Đang ngắm sông ngắm biển đồ đẹp, có cái hồ nước trước mặt mình, công viên đẹp quá.
Ôi da, mụ điên hả? Ai làm được gì đúng không? Đó, rồi cái vụ gì? Nè, có đau không? Không. Có đau không? Bình thường. Có đau không? Bình thường luôn. Đó. Ôi da. Đau không? Đau, đau. Như vậy là phải có bạo hành mới đau. Đúng rồi. Bởi tôi nói rằng là mình là người lớn, mình thấy mấy đứa trẻ, mấy đứa con nít đang tuổi cháu nội cháu ngoại mình thương lắm. Mà mình thấy nó bị như vậy thì mình phải làm sao? Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Bây giờ tôi với ông phải lên công an. Đúng. Ủa lên công an chị? Mình hứa nó. Sao lại hứa? Mình kiện nó vì cái tội bạo hành trẻ em. Mình là người lớn, mình thấy chuyện bất bình mình phải ra tay. Đúng không? Đúng rồi. Mà ông có chắc chắn vậy không? Chắc chắn vậy, nhưng mà có bằng chứng không lên thưa? Thì bằng chứng là ông nè. Ông mới nói đó. Thì đó. Đó, vậy đó. Vậy đó phải không? Bây giờ lên công an. Nếu mà không có bằng chứng, không có đúng như vậy á, thì ông á sẽ bị thằng Tùng á nó kiện ngược lại về cái tội vu khống. Thậm chí ông có thể bị bắt bỏ tù nữa. Nói tù vu khống. Ông vu khống đó. Ê, đúng rồi, ông vu khống đó, ông nói nó bạo hành trẻ em. Mà ông chắc không? Chắc vậy. Chắc cái vụ mà ông thấy không? Thấy nó bạo hành trẻ em không? Ông kỳ cục không? Tao ngồi đây tôi kể chuyện cho ông nghe. Tôi nói ông nghe để mình suy diễn thôi, cho nó vui thôi. Chứ giờ ra công viên ngồi mà nói gì giờ? Mà mấy ông chắc cái gì ông nội? Tự nhiên cái gì vu khống ở tù gì đây? Ông kỳ, tao đang tập thể dục mà kỳ không? Ủa? Vậy là sao? Gà đáng về đi. Gà đáng đã xuất hiện tại căn nhà của chúng ta. Từ từ con nóng. Từ từ ba nói nóng để ba làm cho. Giật là ba không làm luôn á. Để ba làm cho con biết cái gì cũng đụng vô hồi nó phỏng tay con. Đi ba nhanh đi. Con có 6 cái râu trên mặt của con luôn á, trời ơi. Mà cái mặt của con nó gọn á, 6 cái râu dẻ hết trơn luôn. Râu gì? Trời. Trời ơi. Em dễ mặt chị hả? Dạ. Bình tĩnh. Tôi có kinh nghiệm trong cái vụ mà bị dẻ lên mặt lắm. Để tôi nha, ở đây nha, không được phá hay chưa? Trời ơi, chú, có ra không nhở? Ra, nhưng mà phải biết cách lao. Mình phải nhúng xíu nước vô, cho nước ướt. Con, chạy ra coi ai kìa. Nhà nó hắt. Đây. Ồ, nè, đó. Lao từ, nhẹ như vậy. Nhẹ như vậy nè. Từ, cứ nhẹ thế này. Trời ơi, quá đất rồi con ơi, là con cũng may nhờ cô Linh cử chỉ cho nên tôi tới đây kịp. Mấy người làm cái gì định hãm hại đời con gái của tôi đúng không? Cái đồ biến thái hả? Con làm gì đâu cứu đức? Trời ơi, con cái mặt của mày kìa, trời đất ơi, hủy hoại nhan sắc con gái tụi hả? Làm cái gì trên mặt của nó vậy? Trời ơi, chú quá lời rồi, chú đức ơi, có làm cái gì đâu? Chị làm cái gì, mình làm cái gì á? Dạ dạ, không phải hai đứa nhỏ nó vẽ chứ chú Tùng không có làm gì con hết trơn á. Không làm hả? Mấy đứa nhỏ vẽ nào? Chính nó cầm cái viết mà. Sao mình định lấy khuôn mặt con gái tao rồi mai mốt mình giật mày dùng dao nhọn ông rạch tặc nó đúng chưa? Hủy hoại nhan sắc con gái tao đúng chưa? Chú quá lời rồi chú ơi, con có làm đâu chú. Chú hỏi có ai làm hả? Sao? Dạ tụi con làm. Mấy đứa tụi con làm hả? Dạ. Thấy chưa? Thấy cãi. Bây giờ như vậy, hai đứa tụi con đứng yên ở chỗ này. Ông sẽ tìm cách, ông sẽ giải cứu cho tụi con. Nghe rõ chưa? Đây. Nhìn vậy. Nhìn kia. Trời ơi, cái gì? Hãy cãi tôi. Cái này là tự nhiên tôi quýnh quá lên. Tôi lính quýnh, tôi đi tìm con gái tôi, hiểu chưa? Ủa, lính quýnh là gì không? Có nghĩa là ông tình ta lính. Quýnh lính. Hiểu không? Không có nói nhiều, mày cười hả? Đi ra khỏi đây. Khoan bác. Cái gì? Còn gà rán nữa. Mày đi về nhà tao chiên cho mày một chùa. Đi liền. Đây. Rồi, vô ăn. Đây. Ôi, ba.
rồi. Mày che cái gì? Mày che cái gì? Ai cho phép mày qua đây? Hả? Trời ơi, mày đặt vẽ con mèo rồi nữa. Mày vẽ mặt nó con mèo, nó vẽ lại mày con mèo hả? Hả? Tao mới là hổ dữ nè, cho mày biết vậy đó. Ba kỳ quá à. Con qua chơi hai đứa nhỏ thôi mà, có gì đâu. Trời, hai đứa nhỏ mày có biết không? Hai đứa nhỏ là gì? Cái thằng này mày biết không? Là cái con người biến thái. Mày nghe rõ chưa? Nó là cái phường biến thái. Nó bạo hành đe, mày nghe chưa? Mà nó nhỏ nhỏ thôi. Nó lớn cho Tùng nghe cho Tùng buồn rồi sao? Buồn cái gì? Một cái loại ác nhân như vậy mà nó không hề nó biết buồn là gì hết. Nó là biến thái, tao cấm mày giao du với nó, mày nghe chưa? Trời ơi, người ta người đàng hoàng mà, ba kỳ quá à. Sao mày biết nó đàng hoàng? Mày chỉ nhìn vô nó thôi. Mày nhìn nó thôi, mày nhìn vào đôi mắt nó thôi. Từ cái đôi mắt đó mày đánh thẳng, thẳng thẳng tất cả cái mạch máu nó xuyên tới cái con tim. Tức là cái tấm lòng của nó không có được thiện. Mày nghe chưa? Trời ơi, con đâu có gì chứ Tùng đâu. Con chỉ thích hai đứa nhỏ thôi. Nghĩ sao mày thích con người ta? Hả? Tao nói mày nghe. Nó nói là con của bạn nó hay là con gì đó, nó đem về nó nuôi hả? Biết đâu là con rơi, con rớt của nó rồi sao? Biết đâu được. Mày nhìn vô rồi mày khổ cả đời mày đó. Tao cấm mày nghe chưa? Cấm mày bước chân qua đây. Mày nhớ rõ, ngày này, tháng này, năm này là... Hôm nay ngày mấy? Chút về dở lịch coi. Mà nhớ, dở lịch lên coi. Xong xé cái tờ lịch đó, tao sẽ dán một cái cạch trước cửa. Nghe rõ chưa? Cấm tụi mày bước chân qua đây. Bước chân qua cái ngôi nhà, cái căn phòng chữ D chữ 0203. Mày cười đây mày. Mày vui lắm hả mày cười? Mày vui lắm hả mày cười? Let's go! Let's go! Nước quan trời trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Chúng ta sẽ tổng vệ sinh nhà cho ba Tùng. Chị hai, cô lên. Chị hai, cô lên. Chị hai ơi, bây giờ mình dọn xong rồi, mình làm đi chị hai. Mình bỏ vô thùng rác thôi. Bây giờ em giúp chị một cái đi. Dạ. Đi tới đây nghe tiếng cười rỗng rãng là tôi thấy thích thú rồi đó. Đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi tivi. Ờ, chị em ở nhà chơi đùa như vậy là tốt nè, không có gây gỗ. Ba ơi, ba thấy nhà mình sạch không? Con làm cái gì? Dạ, con mới dọn nhà xong á. Wow, mày giỏi như vậy hả? Biết dọn nhà luôn hả? Dạ. Giỏi quá. Đâu đâu hết trơn rồi. À, thì con thấy nó cũ quá, con đem đi dục hết rồi. Ôi, mượn con đem đi dục. Cô biết cái bức tranh nó bao nhiêu tiền không? Rồi mấy cái hình đất nung. Cái cặp da đâu? Dạ. Cặp da của ba đâu? Đây là ba. Trời ơi, ai mượn mà dọn vậy vậy? Ai mượn? Tại sao tự ý dọn mà không hỏi ý người lớn? Ba. Ai ai ướt nhẹp luôn rồi. Tại sao lại đi giặt cái cặp da này của ba? Dạ, tại con thấy nó dơ quá nên con đi giặt. Ba cần cái bụi thời gian của nó, vì đó là cái cặp kỷ niệm đầu tiên của ba khi ba vừa mới đi làm. Ba cần cái mùi của nó, bây giờ nó thơm quất như vậy thì còn gì là cái cặp da kỷ niệm của ba nữa. Hả? Ai mượn tụi con dọn vậy? Chị hai ơi, ba kỳ quá à. Mình đã dọn giúp ba rồi, mà ba còn la mình nữa. Ừ, bây giờ không có giúp ba đâu. Đúng là mơ mất quán. Mấy cái đồ kia đâu? À, mấy cái đồ đó hả ba? Ở ngoài thùng rác á. Trời ơi.
ơi, tất cả cái thùng rác không thấy cái nào hết. Ai phái tụi nó xuống đây hại tôi vậy trời? Không biết bao giờ giải thoát được. Nhưng đói không nữa. Chạy tôi nha. Trời, sẽ tôi không mất tiêu rồi. Quăng ở đâu nữa? Chú Tùng. Cái gì vậy? Chú làm gì vậy? Đang kiếm đồ. Mấy cái bé đứa nhỏ nó quăng hết đồ kỹ vật của chú vô thùng rác. Đi kiếm vòng vòng trong chung cư không có. Ủa là cái gì con kiếm phụ cho? Mấy cái đồ nhỏ nhỏ chú để trên ba trên cái tủ của chú đó. Đi kiếm phụ chú coi. Nhỏ nhỏ là cái gì ta? Mấy cái tượng nhỏ đồ đó. Trời ơi, nó tùm lum hết như vậy nè. Ủa? Coi trong đó coi có không, coi coi ở trên giùm chú coi. Để trong bịch hay là ở đâu? Thì chắc nó bỏ vô bịch đó. Ủa sao không thấy vậy? Ê, có cái bịch kia kìa. Ê, mày làm gì đó? Hả? Mày làm nhiệm vụ con gái tao được vô trong cái chỗ này làm cái giống gì? Vô vô đây chị. Ê, dạ không phải ba. Con phụ chú Tùng kiếm đồ. Đồ gì đâu mà kiếm. Mày bước qua đây. Dạ. Không ra thể thống gì hết trơn trời á. Cậu Tùng. Gì nữa đây? Dạ, trời đất ơi, cái gì đấy? Trời ơi, sao đi đứng không nhìn gì hết vậy cô nụ? Ừ, xin lỗi. Cậu Tùng, tôi tìm cậu nãy giờ, tôi nhận được phản ánh là cậu bóp lột sức lao động của mấy đứa nhỏ đúng không? Cái gì vậy? Ai nói cái điều đó vậy? Nói cái gì tôi không hiểu gì hết vậy? Đừng có chối cãi nữa. Chính cậu đã bắt tụi nhỏ lao động khổ sai đúng không? Trời ơi, có bằng chứng hay có gì không? Hả? Tụi nó là tụi nó đang hành hạ tôi nè. Hành hạ cái gì mà hành hạ? Đây mới chính là bằng chứng. Sự lục soát tìm tôi cái gì ở trong cái đống này, đây mới là bằng chứng. Còn nói gì nữa không? Được, tôi thay mặt chị nụ, tôi tuyên bố luôn, đây tất cả là bằng chứng. Trời ơi, phải nghe tôi nói chứ, chưa nghe tôi nói tôi là người được nói nè. Không có được nói gì hết. Ở đây chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để mà đưa cậu ra trước tòa. Trời ơi, biết tôi thấy trong cái chung cư này ai cũng làm thám tử được hết. Chính xác. Chính xác. À, ba Tùng về. Ôi trời, dậy con. Dậy, con trai giỏi, ông Thương. Rồi, đây, ngồi đây với ông. Đó. Rồi, mọi người tập trung nghe tôi hỏi. Hai đứa nhỏ, hôm nay có gì nụ ở đây? Tụi con hãy nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Có phải chú Tùng đây bắt tụi con làm việc nhà tùm lum hết đúng không? Nói ra đi tụi con, nghe không? Ừ, bây giờ đã có cô búp ở đây nè. Không có cái gì phải sợ hết. Phải nè, hả? Tôi tin nụ, không phải tin búp. Quên, cứ nhớ đi hoài cái chuyện cái nụ chưa có nở. À, bà nụ, có bà nụ ở đây. Mà tụi con cứ nhớ nghe chưa, tụi con cứ nói cho rõ ràng, sự thật có phải là như vậy không? Thấy chưa, tụi nó là sợ, đâu có dám nói nè. Vậy là ở nhà đã hăm dọa tụi nó cái gì rồi nè. Dạ, mà ông ơi, hồi nãy giờ con chưa có nói cái gì hết trơn á. Ông với bà hồi nãy giờ... Khoan, không phải bà nụ, mà là dì nụ, con nghe rõ chưa? Rồi, dì búp, nói đi. Dì nụ. Dì nụ. Rồi, bây giờ tất cả những chứng cứ đã đủ rành rành rồi. Đừng có ép tụi nhỏ nói dối nữa, không có ai tin đâu. Bây giờ vấn đề của anh á, không thuộc thẩm quyền của tôi. Tôi sẽ đưa vấn đề của cậu Tùng đây lên cho công an phường giải quyết. Mời ông điểm chỉ vào cho tôi. Điểm chỉ làm gì là thờ xưa rồi vậy? Điểm chỉ mực đầu điểm, mực đầu điểm, mực điểm, điểm chỉ đâu? Quên. À, tôi ít nhất tôi cũng phải biết chữ chứ. Giờ ký gì đâu? Dạ ký đây. Ừ, để tụi nhỏ cho ai khác nuôi đi ha, cũng hay. Mì ơi, rồi mời cậu Tùng. Kìa bạn nụ, tôi với bạn... Khoan, trong giờ hành chính không có bạn bè gì ở đây hết. Thôi được rồi, cô nụ, cái chuyện mà tôi với lại mấy đứa nhỏ không có liên quan gì tới cô không có quyền gì mời tôi lên phường hết. Tôi không ký. Anh chống tôi à? Đi mau ngủ đi.
Ba ngủ một mình quen rồi. Thôi. Cái giường nhỏ xíu à, hai đứa con vô rồi giờ ba làm sao? Thôi ba ngủ trên phòng kia đi. Cái gì vậy? Ê. Trời đất ơi. Hiểu luôn. Ba dậy đi ba. Cái gì vậy con? Ba. Sao không ngủ đi con? Con không ngủ được. Sao con đang ngủ mà nằm mơ thấy ba mẹ bị tông xe chết, con sợ lắm. Không sao đâu, không sao đâu, thôi gắng ngủ đi con, ngủ đi rồi sáng mới đi làm nữa. Nhưng mà ba kể chuyện cho con nghe đi, con mới ngủ được. Trời đất ơi, chuyện gì nữa mà kể, ba có biết chuyện gì đâu. Kể cho gì cũng được ba. Đúng rồi đó ba, hồi xưa mẹ Dương cũng hay kể chuyện lắm á. Kể chuyện đi ba. Rồi ngồi xuống đi, trời ơi mày đè ba nặng nề quá. Ê, kéo ba dậy coi. Hồi xưa mẹ Dương tụi con kể chuyện gì cho tụi con nghe vậy? Dạ, nhiều chuyện lắm. Đúng rồi ba. Mà chuyện gì? Chuyện gì cũng được hết đó ba. Con có thuộc chuyện gì không? Dạ. Con thuộc thì con kể cho chị con nghe đi. Ba kể cho tụi con nghe. Chuyện cổ tích hả? Dạ. À, được rồi, ba kể nè. Tập trung nghe ba kể nha. Dạ. Ngày xưa có một người nông dân trồng một cây khế. Bỗng nhiên có một con quạ từ đâu bay tới, ăn một trái khế trên cây. Người nông dân thấy vậy mới ngăn con quạ lại. Người nông dân nói: quạ ơi, khế của ta trồng quạ đừng ăn. Người nông dân chưa kịp nói dứt lời thì con quạ liền nói: ăn một trái khế trả một cục vàng, mai túi ba gan mang đi mà đựng. Con quạ chưa nói xong lời, người nông dân liền cắt lời con quạ: không phải quả ơi, khế ta trồng bán nên ta vừa phun thuốc trừ sâu. Người nông dân chưa dứt lời, con quạ ngã từ trên cây khế ngã xuống đất một cái bịch. Con quạ chết luôn. Câu chuyện tào lao vậy mà tụi nó cũng ngủ được. Cái gì vậy? Thì con đói bụng quá à ba. Con đói bụng. Ai? Thôi đừng có dậm nữa, ngồi xuống. Cái gì nói? Con đói bụng quá à. Con cũng đói bụng. Đói bụng thì vô tủ lạnh kiếm đồ ăn đi. Tủ lạnh nó đồ ăn rồi ba. Trời, trễ giờ ba đi làm rồi. Ba, con đói bụng. Đói bụng là nấu mì gói ăn đỡ giùm ba đi. Ăn mì gói rồi. Ăn mì gói con xuống dưới đất con mua đồ. Nhưng mà tụi con không coi đâu mà. Tụi con đâu có đồ mặc đâu ba. Sao bộ đồ của ba vậy? Tại tụi con không có đồ mặc. Ôi trời ơi, chú làm gì dữ vậy? Chú mày hỏi con làm cái gì đó. Đi cái gì đâu mà đâm sầm cho người ta vậy? Chú làm gì vội vã vậy? Đi họp, trễ giờ họp rồi, mấy đứa nhỏ nó phá cái đồng hồ báo thức của chú. Thôi được rồi, để chạy đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn đã. Rồi nó nghe nè. Vậy thôi chú đi làm đi, con dẫn hai nhỏ đi ăn sáng cho. Thì cốt. Trời ơi, chăm sự nhờ con nha. Vậy định đáp sao? Còn cậu có biết là sáng nay là có cuộc họp quan trọng không? Tại sao giờ này mới tới còn ăn bánh mì nữa hả? Dạ em xin lỗi, em tới trễ, em đói bụng quá chứ. Mấy lô đất cậu ôm sâu tới đâu rồi? Dạ em liên hệ với khách hàng tiềm năng rồi, họ nói là khi nào mà thông là họ liên lạc với em liền á. Tại sao cậu cứ mất thời gian đi lòng vòng khắp nơi?
có một khách hàng tiềm năng ngay bên cạnh cậu, cậu không chịu tận dụng. Cái đó em nghĩ là nó không có hợp với văn hóa công ty của mình. Em muốn bán đất bằng chính tài năng của em, chứ không phải là bằng nhan sắc với lại cái vốn tự có của mình. Trong thời đại bây giờ, tận dụng hết cái khả năng của mình, hiểu chưa? Bất chấp âm mưu, miễn sao bán được đất thôi, hiểu chưa? Dạ, em xin lỗi sếp. Alo, cái gì vậy Bi? Con gọi con báo chú là con cho hai đứa nhỏ ăn sáng rồi đó nha. Rồi, ngoan, vậy nha. Trở lại tình hình chung, cậu phải suy nghĩ, cậu phải bày mưu tính kế. Miễn làm sao cậu giải quyết hết những dự án treo của mình trong thời gian sớm nhất. Em xin lỗi sếp. Alo, cái gì nữa Bi? Trời ơi, con chưa nói chuyện xong chú cúp máy rồi. Chuyện gì nói liền đi. Con đang công ty chú nè. Tới công ty làm chi vậy? Chú đang đâu vậy? Đây. Ủa chú. Tới công ty làm chi? Xin tiền đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Đồ gì? Đồ mặc á. Ủa rồi hai đứa nhỏ đâu? Ủa nó mới chạy vô đây hả? Không, nãy giờ ngồi đây có thấy đâu. Có, mới thấy nó chạy vô đây mà. Rồi hai đứa nhỏ đâu? Nó mới chạy vô đây. Cái gì vậy? Con kia. Cái này công ty chứ không phải cái chợ đâu, muốn ra muốn vô. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài, kiếm hai đứa nhỏ lẹ lắm. Ủa cái gì vậy? Tôi nói đi ra ngoài nhưng cái cô kia thôi, cậu phải lại nói chuyện với tôi chứ. Trời ơi. Cô ơi, cô có thấy bà Tùng của con không cô? Bà Tùng? Dạ. Cô cũng biết nữa. Dạ. Á, chú ơi, chú có thấy bà Tùng của con không chú? Chú biết con ơi. Dạ. Ủa, ông Tùng có con rồi hả? Con rớt đâu lên tận công ty kiếm mới ghê chứ. Cha nội có con mà giấu nữa. Để có một người tan nát cõi lòng cho cô coi. Chờ đó. Ủa, con của ai đây? Dạ, con đi kiếm bà Tùng. Bà Tùng. Bà Tùng. Bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng. Bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng. Bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng, bà Tùng. Alo. Nam ơi Nam, tôi là Tùng rồi Nam ơi. Ông làm ơn ông giúp tôi cái, ông kiểm tra hết tất cả các camera ở trong công ty của mình đó Nam. Có mấy đứa nhỏ, người nhà của tôi nó đột nhập ở trong công ty. Ông coi có nó đi hướng nào, ông chỉ giùm tôi nha. Rồi, cảm ơn. Chú, kiếm được tụi nó chưa, Chưa. Trời ơi, thôi không sao đâu, yên tâm đi, chú nhờ bạn chú kiểm tra camera rồi. Sao chú dựng dưng quá vậy? Không phải con chú mới dựng dưng vậy đúng không? Con nói gì vậy? Ai mượn con dắt lên đây? Con không có dắt. Con dắt sao tự nhiên nó lên hả? Dắt mà lên thì là đã còn đổ thừa nữa. Cái gì vậy? Công ty phải cái chợ đâu mà la lối ông xong vậy? Muốn gì lên sân thượng giải quyết. Em lên xuống mấy lần rồi, không có mấy đứa nhỏ anh ơi. Cậu Thông, bữa nay bà Hường tới, lập kế hoạch, vụ quả mua luôn đất liền. Tâm trạng nào mà mua bán gì nữa anh. Ui, cơ hội ngàn năm có một. Bà tới. Tùng. Hường. Tùng coi, Hường đem cái gì đến cho Tùng nè. Bà Tùng. Trời ơi, mấy đứa nhỏ, tại sao vậy? Tại sao tử với bọn nó đây? Dạ con đi kiếm bà Tùng. Con cũng đi kiếm bà Tùng. Con cũng đi kiếm bà Tùng. Cười nữa hả? Ai cho con đi theo? Mấy chị đi đâu con đi theo đó. Trẻ con là phải nói nhỏ nhẹ, không có được lớn tiếng với trẻ con nha Tùng nha. Tùng ơi, Hường đã tìm được mấy đứa nhỏ rồi. Bây giờ á, Tùng thưởng gì cho Hường đi. Mời Hường đi ăn tối nha. Tới luôn. Mấy đứa nhỏ đi về nhà, tôi phạt từng đứa một. Đi. Bà Tùng. Trời ơi, kêu nó bằng má luôn rồi. Cái gì mà kêu? Cái công ty như nhà trẻ. Hường à. Làm gì vậy? Hằng ấy, chúng mình đi uống rượu vang nha. Thấy ớn à? Tùng, Tùng đợi Hường với Tùng ơi, Tùng ơi. Bực bội à? Thằng Tùng nó hơn gì tôi chứ? Thẩm mỹ kém. Chị Vy ơi, hả? Là chị giờ chị nấu cơm cho em ăn đi. Dễ thôi. Tụi em muốn ăn gì? Dạ, em thì thích ăn khoai tây chiên. Còn Bình thì thích ăn đùi gà nướng mật ong.
Sao mời em? Rồi, em thích ăn gì? Em thích ăn kẹo. Trời ơi, Candy tên là kẹo nên Candy thích ăn kẹo là đúng rồi. Trời, hay là mình nấu cơm cho ba ăn đi. Đúng rồi. Ba ơi, ba ăn cái gì ba? Tôi không đồng ý. Nè, tôi cấm bây giờ. Cấm tất cả mọi người vô nhà tôi nấu nướng ăn uống trong nhà của tôi. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ làm sao mà vô trong công ty của tôi quậy phá để cho sếp chửi vô mặt tôi mang nhục hả? Ai muốn nấu cho tụi nó ăn á thì đem về nhà nấu. Còn riêng nhà tôi cấm không cho ai vô nấu hết. Chú kỳ quá à. Chú. Ngày đó mình nằm xuống đây bà nó ok. Ủa con chơi bị gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, đi về chưa? Đứa nhỏ làm còn được, con làm nhìn thấy gớm á Vy. Bây giờ có ngồi dậy dậy không? Thôi được rồi, ngồi dậy. Được, tôi về nhà tôi nấu ăn cho mấy người ăn, chịu chưa? Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Hai ba mấy người? Ba đó. Trời ơi, hai đứa này là tôi chịu không nổi, thêm cô vô nữa chắc banh cái nhà tôi quá. Đi về. Trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng ngạ ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chứ hay trách con, chứ hay mắng la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà ha. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.